Nội dung có trong video. 1. Sơ lược về pin điện hóa. Điểm lại một số dấu mốc quan trọng về pin điện hóa. 2. Cơ chế hoạt động của pin điện hóa. Tìm hiểu cơ chế hoạt động của pin điện hóa dùng trong các phòng thí nghiệm ở trường phổ thông. 1. Sơ lược về pin điện hóa. Chúng ta hãy cùng điểm lại một số dấu mốc quan trọng về pin điện hóa. Năm 1780, thí nghiệm trên đùi ếch của Luigi Galvani. Năm 1800, Alessandro Volta tạo ra pin điện hóa đầu tiên. Năm 1836, John Frederick Daniel cải tiến pin Volta. 1. Luigi Galvani, người mở đường cho pin điện hóa. Sinh ngày 9, tháng 9, năm 1737. Mất ngày 4, tháng 12, năm 1798. Ông là một bác sĩ, nhà vật lý, nhà sinh vật học và triết gia người Ý. Thí nghiệm của Galvani trên đùi ếch, năm 1780. Khi cho hai thanh kim loại đồng và kẽm tiếp xúc với nhau ở một đầu, hai đầu còn lại cùng chạm vào hai vị trí khác nhau của dây thần kinh trên chân con ếch. Galvani thấy chân con ếch bị co rút. Galvani tin rằng mình đã tìm ra được dạng điện mới. Ông gọi đây là điện động vật. Hầu hết các nhà khoa học thời bấy giờ đều đồng ý với kết luận của Galvani, nhưng Volta thì không. 2. Alessandro Volta, cha đẻ của pin điện hóa. Tên đầy đủ là Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Sinh ngày 18, tháng 2, năm 1745. Mất ngày 5, tháng 3, năm 1827. Ông là một nhà vật lý và hóa học người Ý. Volta rất hứng thú với phát hiện của Galvani, nhưng ông không đồng ý với cách giải thích của Galvani. Ông cho rằng hiện tượng này không phải là do điện từ mô sống, mà là do sự tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau tạo ra điện. Từ đây, Volta bắt đầu các nghiên cứu của mình về sự tương tác giữa các kim loại và cách sản xuất điện. Volta đã tiến hành nhiều thí nghiệm với các kim loại khác nhau và phát hiện ra rằng khi xếp chồng các đĩa kim loại khác nhau, đồng và kẽm, lên nhau, xen kẽ với các lớp giấy xốp chứa dung dịch dẫn điện như nước muối hoặc axit loãng, ông có thể tạo ra dòng điện liên tục. Đây là nền tảng của pin Volta, hay còn gọi là cọc Volta. Cọc Volta có tuổi thọ ngắn, khoảng 1 giờ, và điện áp mỗi tế bào pin khoảng 0,75V. Công trình của Volta được thế giới công nhận và ca ngợi. Năm 1800, ông đã trình bày phát minh của mình trước Napoleon Bonaparte và nhận được sự tán thưởng lớn. Để vinh danh những đóng góp quan trọng của ông, đơn vị đo điện thế trong hệ thống đo lường quốc tế được đặt theo tên ông, Vol, ký hiệu là V. Alessandro Volta cho rằng, lực điện động, thứ điều khiển dòng điện qua một mạch chứa một tế bào điện hóa, xảy ra tại điểm tiếp xúc giữa hai kim loại. Volta không coi chất điện phân hay chất điện ly, thường là nước muối, trong các thí nghiệm của ông là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, các nhà hóa học sớm nhận ra rằng nước trong chất điện phân đã tham gia vào các phản ứng hóa học của pin và dẫn đến sự tạo ra khí hydrogen từ điện cực đồng hoặc bạc. Tại cực âm, cực kẽm, kẽm nhường 2 electron tạo thành kẽm 2 cộng. Electron từ cực kẽm chuyển sang cực đồng. Tại cực dương, cực đồng, ion H cộng nhận electron tạo ra khí hydrogen. Một lớp mỏng khí hydrogen hình thành trên bề mặt đồng, làm tăng điện trở nội bộ của pin, dẫn đến điện áp của pin bị giảm. 3. John Frederick Daniel, người cải tiến pin Volta. Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1790, mất ngày 13 tháng 3 năm 1845. Ông là một nhà hóa học và khí tượng học người Anh. Năm 1836, John Frederick Daniel đã cải thiện pin Volta. Kẽm làm cực âm được ngâm trong bình gốm xốp chứa dung dịch H2SO4 loãng. Khoang này được đặt trong một bình bằng đồng chứa dung dịch CuSO4, vỏ bình bằng đồng làm cực dương. Tế bào này được gọi là tế bào Daniel. Nó cung cấp điện áp khoảng 1,1V và được sử dụng để cấp nguồn cho hệ thống điện báo. Dung dịch trong bình gốm xốp ban đầu là dung dịch H2SO4 loãng, sau đó được thay bằng dung dịch ZnSO4. Bình gốm xốp có tác dụng cho phép các ion đi qua, nhưng ngăn các dung dịch trộn lẫn với nhau. Đặc điểm chung của ba loại pin Galvani, Volta và Daniel. X, Y là các kim loại khác chất, chúng tiếp xúc với nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp và cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly. X là cực âm, có tính khử mạnh hơn, Y là cực dương, có tính khử yếu hơn.
Trên bề mặt của Ix xảy ra quá trình oxy hóa, các electron từ Ix chuyển sang Y. Trên bề mặt của Y xảy ra quá trình khử, các ion dương đến Y để nhận các electron từ Ix chuyển sang. Sơ đồ pin điện hóa trong phòng thí nghiệm tương đồng với sơ đồ pin Daniel. Sơ đồ này đôi khi còn gọi là pin Galvani hoặc pin Volta. Có nhiều cách gọi khác nhau như vậy, có thể là do các loại pin trên có cùng bản chất, hoặc cũng có thể nhằm vinh danh các nhà khoa học. Theo chủ quan, cách gọi pin Galvani và pin Volta rất dễ gây nhầm lẫn cho học sinh. Một số thuật ngữ cần lưu ý. Quá trình oxy hóa là quá trình chất khử nhường electron. Ví dụ, quá trình oxy hóa kẽm thành kẽm 2 cộng. Quá trình khử là quá trình chất oxy hóa nhận electron. Ví dụ, quá trình khử đồng 2 cộng thành nguyên tử đồng. Anode. Ano theo tiếng Hy Lạp anodos, nghĩa là đường đi lên, ám chỉ dòng electron đi ra khỏi điện cực này. Tại anode xảy ra quá trình oxy hóa. Cathode. Cathode theo tiếng Hy Lạp cathodos, nghĩa là đường đi xuống, ám chỉ dòng electron đi vào cực này. Tại cathode xảy ra quá trình khử. Tiến hành thí nghiệm. Đồng hồ đo điện. Màu đỏ, cực dương. Màu đen, cực âm. Dung dịch CuSO41m. Dung dịch ZnSO41m. Thanh kẽm. Đồng. Kim đồng hồ chỉ số 0. Cầu muối KCl. Cách làm cầu muối các bạn có thể xem video theo link dưới phần mô tả. Kim đồng hồ bị lệch. Ban đầu kim đồng hồ của tôi bị lệch so với số 0 một chút, nên sau khi trừ đi độ lệch đó, ta được khoảng 1,1V. Sau 15 phút, sau 60 phút, sau 240 phút, sau 360 phút, so sánh bề mặt các cực. Sau khoảng 6 giờ, cực kẽm đã bị hòa tan nhưng chưa rõ ràng. Cực đồng có màu tối hơn nhiều so với ban đầu, chứng tỏ đã có một lớp kim loại đồng bám lên bề mặt của nó. Pin hoạt động như thế nào? Trong dung dịch, ZnSO4 phân ly ra cation Zn2+ và anion SO42-.
CuSO4 phân ly ra cation Cu2+ và anion SO4-2-. Trong bình chứa cực kẽm, tồn tại các ion kẽm 2+ và SO4-2-. Trong bình chứa cực đồng, tồn tại các ion đồng 2+ và SO4-2-. Xét trong điều kiện lý tưởng, tức là bỏ qua quá trình thủy phân của kẽm 2+, đồng 2+ và dung dịch không tồn tại oxygen hòa tan. Khi không có cầu mối, mạch điện chưa được khép kín, kim vôn ghế chỉ số 0, chứng tỏ chưa xuất hiện dòng điện chạy trong mạch. Trên bề mặt các điện cực chỉ xuất hiện các cân bằng sau. Do trong các dung dịch luôn có sự cân bằng về điện tích, nên các quá trình 3 và 4 không thể xảy ra một chiều. Khối lượng các thanh kim loại lúc này chưa thay đổi. Sau khi kết nối hai bình bằng cầu mối KCl chứa các ion K+ và Cl-, chúng ta thấy kim vôn kế bị lệch đi. Điều này chứng tỏ đã xuất hiện một dòng điện chạy qua mạch ngoài của hệ thống. Vậy điều gì đã xảy ra trong hệ thống? Tại cực kẽm, xảy ra quá trình oxy hóa kẽm. Kẽm nhường 2 electron tạo ra ion kẽm 2+, tan vào dung dịch. Hai ion Cl- từ cầu mối đi vào dung dịch để cân bằng điện tích với ion kẽm 2+. Electron từ cực kẽm chuyển sang cực đồng. Tại cực đồng, xảy ra quá trình khử đồng 2+. Đồng 2+ đến cực đồng nhận 2 electron tạo ra nguyên tử đồng và bám vào thanh đồng. Hai ion K+ từ cầu muối đi vào dung dịch để cân bằng điện tích với ion SO4-2-. Cực kẽm nhường electron nên nó là cực âm. Tại đây xảy ra quá trình oxy hóa nên nó được gọi là anode. Cực đồng nhận electron nên nó là cực dương. Tại đây xảy ra quá trình khử nên nó được gọi là cathode. Kết quả: xuất hiện dòng điện chạy qua dây dẫn ngoài, làm kim vôn kế bị lệch đi. Cực kẽm bị hòa tan dần, còn cực đồng sẽ dày lên. Lưu ý: dòng điện sinh ra nhờ các phản ứng hóa học, nên loại pin này được gọi là pin điện hóa. Dòng electron là từ cực âm sang cực dương, còn dòng điện quy ước lại từ cực dương sang cực âm. Nếu bỏ cầu mối, thì dòng điện chạy qua mạch ngoài sẽ ngừng lại. Sức điện động của pin điện hóa. Sức điện động của pin được tính theo công thức: sức điện động pin bằng thế điện cực cathode trừ thế điện cực anode, hoặc sức điện động pin bằng thế điện cực của cực dương trừ thế điện cực của cực âm. Trong đó, E-pin là sức điện động của pin, E-cathode là thế điện cực của cathode, cực dương, E-anode là thế điện cực của anode, cực âm. Xin lưu ý với các bạn, cực dương của bình điện phân là anode, còn cực âm của bình điện phân là cathode. Sức điện động chuẩn của pin được tính theo công thức: sức điện động chuẩn của pin bằng thế điện cực chuẩn của cathode trừ thế điện cực chuẩn của anode. Sức điện động chuẩn của pin trong thí nghiệm này: sức điện động chuẩn của pin bằng thế điện cực chuẩn của cặp đồng 2+ đồng trừ thế điện cực chuẩn của cặp kẽm 2+ kẽm. Thay số vào biểu thức ta được 1,103 V. Hy vọng video có ích cho các bạn.